Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh YouTube của Chuzu Audio. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục để lên sóng giới thiệu cho bác và test chất âm của ba bộ mic Bio 790A cũng như là bán hàng trực tiếp cho tất cả các bác ba bộ này. Thì ở đây các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây rồi, ba bộ mic. Trước tiên về hình thức ngoại hình thì các bác có thể thấy là mic sử dụng tay titan CNC rất là đẹp đúng không các bác? Tay CNC titan, mạ titan 7 màu các bác nhé. Thì nó đẹp từ dọ cho đến ở phần đuôi của nó, thì những cái dòng này thì nó sẽ có đuôi cao su ở đây các bác nhé. Đấy, nguyên bản của nó thì tất cả là bộ nào nó cũng có đuôi cao su ở đây. Đấy, nó rất là đẹp luôn thì các bác nhé. Khi các bác bỏ cái chống lăn ra thì nó cũng có đuôi cao su ở đây, để không may có làm rơi thì nó cũng tạo ra độ êm, độ chống sốc nhất định. Đấy. Thì ngoài ra thì bên em có lắp thêm cái chống lăn vít vào đây rồi, chống lăn trên dưới đầu đuôi đều có chống lăn rồi. Đấy, khi các bác làm rơi thì gần như là cái mic nó không chạm đến đất đâu. Đấy. Nó tạo độ bền mà cho cái bộ mic. Mà thứ hai là khi có chống lăn này rồi thì các bác đặt bản này sẽ không bị lăn, tránh tình trạng mà trơn trượt bị rơi. Đấy, rất là ok đúng không các bác? Đấy. Thì với cái tay mic này thì bên em cũng bán rất nhiều rồi chứ không phải là hôm nay mới bán, cho nên là cũng chỉ giới thiệu qua thôi. Đấy, thế còn ruột gan nội thất bên trong thì bao cho các bác là đẹp các bác nhé, đẹp lộng lẫy không gãy lẫy pin. Đấy. Đấy. Đẹp lộng lẫy không gãy lẫy pin. Đấy. Nó có một chút bụi bẩn thôi các bác nhé, không bị hoen gì, gọi là chỉ có bụi bẩn thôi. Cái này thì sau bọn em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn. Đấy, ok chưa các bác? Thì trong tay mic thì ở dòng mic Bayer nào nó cũng có cái nút gạt lo hi này các bác nhé. Cái gạt lo hi này là các bác để chế độ hi thì nó là sóng xa các bác nhé, cái để chế độ lo là sóng gần. Đấy, gọi là low hi đấy, low hi đấy, đọc tiếng Anh đấy, mình đọc nó không chuẩn, gọi là low hi đấy. Hi là cao xa đấy, sóng xa sóng gần. Như nhiều bác dùng mic này lầm tưởng cái này là bật giải trầm với giải chép của mic, nhưng không phải các bác nhá, không phải đâu, nó là chế độ sóng xa sóng gần. Thì các bác bật chế độ sóng xa cũng được, sóng gần được, nếu chưa gia đình thì sóng xa sóng gần được. Còn khi các bác làm sự kiện ngoài trời, các bác bật cho em cái chế độ sóng xa lên để cho nó sóng nó ổn định hơn, khỏe hơn. Và đương nhiên là bật nó sẽ hao pin một chút, không đáng kể đâu các bác. Để trong gia đình các bác để chế độ nào cũng được, nó hao pin không đáng kể đâu. Cái dòng mic Bayer này thì nó ăn nhẹ pin đó, các bác rất là an tâm. Bayer mới lại mic NR kia kìa, là một trong những dòng mic gọi là tiết kiệm pin nhất thị trường rồi, không còn dòng nào vượt qua nó rồi. Đấy. Ở đây thì em cũng cho bóc củ côn cho các bác xem luôn. Đấy, sử dụng củ côn M8 các bác nhá. Củ M8 này thì bao cho anh em là hay, xịn. Đấy, củ này là củ bãi xịn nha các bác nhá, chứ không phải các bác nhìn những cái củ mới ngoài thị trường thì nó sẽ không ổn đâu. Đấy, thế còn những cái này là củ bãi xịn các bác nhá, củ xịn zin theo máy. Đấy. Ở đây nó có một vòng nhôm đây các bác nhá. Ok chưa các bác? Đấy, chỉ có 3 bộ này thôi. Củ này thì hiện nay công ty Bayer vẫn đang dùng cho những dòng mic Bayer 790A mới xuất ra thị trường hiện nay các bác nhá. Đấy, thì hiện nay trên thị trường người ta vẫn sử dụng vẫn duy trì sử dụng cái dòng củ côn này. Đấy. Nó cùng song song với các dòng côn khác của Bayer, như là củ BBS bây giờ người ta cũng dùng rồi. Đấy. Tuy nhiên là những cái dòng xuất ra thị trường hiện nay thì người ta vẫn sử dụng côn này, vì côn này nó đánh giá người ta đánh được anh em đánh giá chất lượng rất là cao. Côn lụa đấy, củ M8 đấy các bác, AOP M8 đấy. Đấy. Thì khi các bác nhận hàng thì bên em vẫn tặng cho các bác một bộ pin sạc các bác nhé. Các bác nhận hàng sẽ được nhận đầy đủ các phụ kiện của mic đi kèm. Đấy, chống lăn thì là bọn em đã lắp sẵn vào đây như thế này rồi. Đấy, tai bắt tủ máy này bên em tặng đầy đủ các bác nhé. Rắc 6 ly là rắc 6 ly chân đồng vuông góc này. Đấy, dây nguồn anten đầy đủ, và tặng cho các bác một bộ pin sạc như này để các bác dùng nhé các bác nhé. Ok chưa bác? Đấy, và các bác khi mua mic thì các bác theo dõi kỹ video giúp em. Em đã quay có những lúc em quay rất cận cảnh cho các bác đây. Đấy các bác nhé. Thì mặt những con này thì nó đều có một chút gọi là xước răm cho quá trình thời gian sử dụng, do quá trình vận chuyển. Thì đây nó là mic bãi, các bác lưu ý là mic bãi thì không thể nào mà nó mướt mượt mượt như là mic mới được. Thậm chí mic mới các bác bỏ ra lắp vào dàn, có khi quay ra nó đã bị xước một chút rồi. Thế đây là mic bãi người ta đã sử dụng bao nhiêu năm rồi. Lại qua quá trình vận chuyển từ bên nước ngoài về Việt Nam, lại qua quá trình anh em vận chuyển rồi lau chùi vệ sinh bắt đầu test hàng cho các bác nữa, thì nó không tránh được vài những cái điểm xước nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác nhìn tổng thể thì nhìn xa thì gần như không nhìn thấy, thế còn những cái xước răm nhẹ này thì các bác xoay vào thì kiểu gì nó cũng nhìn thấy thôi các bác nhá. Đấy, thì 790A đó là quắc màu cam rồi, quắc màu cam này, tay mic cũng quắc màu cam này, tự ngắt gia tốc đầy đủ các bác nhá. Đối với dàn sản phẩm 790A thì đảm bảo là bộ nào cũng có tự ngắt và gia tốc, đấy là khẳng định 100% là như vậy, vì nó là 790A thì nó là 100% là có tự ngắt gia tốc rồi.
chỉ có 780, 760 thì nó có một số rời, nó không có tự ngắt, à không có gia tốc thôi, tự ngắt thì 100 trong có. Tuy nhiên là 790 này, K890 thì những dòng đuôi chuột này, những cái dòng tay đuôi chuột này của Bayou thì 100 là có tự ngắt và gia tốc các bác nhá. Đấy, nên các bác chơi thì an tâm. Đấy, thì đây này em đang để đây này. Từ khi tự ngắt gia tốc thì nó sẽ hiển thị mặt trăng và tia sét này. Đó là hai tính năng. Đấy, tia chớp này. Đấy. Đây mặt trăng đây các bác nhá, khi các bác cầm lên nó sẽ mất này. Đấy. Đó, khi nào mà nó tự ngắt thì nó sẽ hiển thị mặt trăng và tia sét lên đấy, tia chớp lên đấy. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Đó. Và đối với những sản phẩm này thì các bác khi nhìn nghiêng này sẽ nhìn thấy chữ Bayou nó nằm mờ mờ trên này này. Nó nằm rất mờ các bác nhá, nằm trên này này. Các bác mắt tinh thì các bác sẽ nhìn thấy, phải để nghiêng ra mới nhìn thấy các bác nhá. Đấy. Đấy các bác nhìn này nó cũng có một cái vệt chạy ngang này. Đấy, khi các bác đặt bật lên đấy, các bác nhìn để ý kỹ, các bác sẽ thấy nó đó là chữ Bayou VS. Nhìn bên ngoài nó sẽ rõ hơn là nhìn qua cái màn ảnh của cái điện thoại quay các bác nhá. À, quay như này thì nhiều khi nó lấy nét không chuẩn, nó sẽ không nhìn thấy. Thế còn khi các bác nhìn ở bên ngoài, các bác nhìn kỹ là sẽ thấy cái chữ Bayou VS nó nằm mờ mờ trên đỉnh máy này. Đấy, cái đó thì nó là những dòng của 790 này nó phân biệt được so với 780. 780 thì nó sẽ không có. 780 thì nó màn hình vuông, nó chỉ ngắn đến đây thôi, mà nó chỉ hiển thị số kênh thôi. Còn 790, K890 thì nó hiển thị số kênh này, số sóng là báo pin này. Đấy, và nó có chữ Bayou VS mờ mờ nằm trên này. Ok chưa các bác? Đấy, thì em giới thiệu rất nhiều trong các video khác rồi. À, thì ngày hôm nay em chỉ có 3 bộ thôi. Thì xả tiếp tục xả cho các bác để nhập lô mới. Đấy. Vừa rồi em về nó mấy chục bộ cơ mà, nhưng mà nó về theo rất nhiều model chứ không phải là một model, cho nên là em lên sóng dần. Đấy. Vừa rồi nó về cả 790A này. À, K890 này. Đấy, và có cả vài bộ Bayou gì nhỉ? HT200G này, nhưng mà vẫn model của 790A này thôi. Nó gọi là thay đổi cái model một chút thôi. Thì em sẽ lên sóng dần cho các bác. Đấy. Cứ mỗi bộ, mỗi một cái model nó về vài bộ thì em sẽ lên sóng dần cho các bác. Vì bên em bán hàng nó như vậy, không có quay kiểu hổ lún ra thì sau đó các bác khi mua hàng nó rất là khó. Mua bộ nọ có khi lại gửi nhầm bộ kia, nó rất là khó. Thì bọn em sẽ lên từng cái video như này một. Đấy, bán hết lô này em lại bán lô khác. Thì để cho các bác khi mua ấy, bọn em gửi nó đúng hàng. Đấy, các bác lưu ý như vậy, bọn em gửi nó đúng hàng. Đấy, chỉ cần các bác báo nói là video này 790A này, hay là model của nó là K890DK này, hay là model là Bayou K890 này, thì là bọn em sẽ gửi nó đúng. Đấy. Thì còn khi các bác mà quay cả một chồng lẫn lộn cả các loại mic vào với nhau thì các bác sẽ không nhìn nó. Rồi ok, tay mic thì em đã quay rồi. Đấy, ngày hôm nay tiếp tục lại quay cho bác cái đầu thu. Thì đầu thu lô này nó gần như là giống nhau. Đời 2017 gần như là giống nhau 100% các bác nhá. Nó không khác một con linh kiện nào, không khác một tí nào, nó chỉ khác cái model thôi. Đấy, các bác nhá. Lô này thì nó giống nhau 100%, nó là đết 2000 cùng đời 17. Cho nên là nó giống nhau các bác nhé. Em xin phép lại nói lại về cái vấn đề đời 17 này các bác này. Đấy, cái đời mic 77 này tần của nó sẽ là tần 7 nhá. Tần 7 nhá. Thế còn từ đời 18, 19, 20 của nó sẽ là tần 6 nhá, cái số 6 đầu tiên này. Đấy, để cho các bác đi mua hàng các bác cũng biết được rằng mình mua đang đúng hàng hay không. Đấy, một số đơn vị người ta bán người ta toàn thấy đời cao thôi, không có đời thấp đâu. Toàn đời 19, 20, 21 thôi. Nhưng mà vẫn tần 7 này là sai các bác nhá. Như thế là người ta đang nói dối các bác nhá. Đấy, các bác nhìn lưu ý là khi có tần số 7 này, tần 7 này kể cả là 780, 790, riêng về dòng Bayou các bác nhé, các bác lưu ý là riêng từ đời 18 trở đi, tất cả mic Bayou nó sang tần 6 rồi các bác nhé, không có tần 7 này đâu. Nó là 640, 690 hay là 645, 695. Đấy. Nhưng mà các bác chỉ quan tâm đến là số tần 6 rồi các bác nhé, nó không còn tần 7 nữa. Đấy. Các bác lưu ý là như vậy, từ năm 2018 trở đi là tất cả dòng mic Bayou từ 780 cho đến các model về sau nó đều sử dụng tần 6 rồi các bác nhé. Đấy, cái này nó là quy định của ngành thông tin, cho nên là các bác lưu ý nó là như vậy. Chỉ cần các bác biết được như vậy là các bác sẽ đi mua hàng nó đúng hay không đúng. Đấy, nhiều đơn vị là nó bán toàn 19, 20, 21 hết, nhưng mà tần vẫn là tần 7 này thì có nghĩa người ta đang nói dối các bác là đời cao, nhưng thực tế ra là đời thấp các bác nhá. Đấy. Còn cái đời 17, 18, 19 thì nó cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên là mình mua làm sao mà nó đúng. Đấy, 17, 18, 19, 20, kể cả là đời 14, em nói thật của Bayou nó vẫn là chất lượng. Đấy. Tuy nhiên mình mua hàng làm sao là mình người ta nói nó đúng thì các bác mua hàng cảm giác nó được tin tưởng. Thế còn khi người ta đã nói sai ngay cả từ cái đếp như thế này thì có nghĩa là người ta đang dối trá các bác rất là nhiều. Đấy. Như vậy là để em nói như vậy để cho các bác khi mua hàng các bác cũng biết được rằng mình đang mua đúng hay mua sai thôi. Thế còn anh em mua tin ở đâu mua đấy. Đấy, các bác mua tin đâu mua đấy. Thế còn em khẳng định các bác là kể cả anh em thích chứng minh kiểu gì em chứng minh được. Còn đố bác nào mà mua được cái đời 18 thì nó có thể nó có tần 7 vì nó còn tồn các bác nhé. Nhưng mà gần như là em không gặp đâu. Đấy, gần như em không gặp đâu.
em đời em gặp đời 18 chỉ có từ đợt tần 6 trở đi thôi. Đấy, trừ khi là những cái bộ mic tồn kho thì khoảng 2 năm thì em nghĩ là cũng không có đâu. Đấy, em nghĩ là không có cái trường hợp đấy đâu. Thế còn em đến bản thân em làm là đời 18 tất cả là tần 6 rồi. 18, 19, 20 tất cả là tần 6 rồi. 21, 22, 23 thì không thể là tần 7 được. Đấy, cái trường hợp tồn kho mà để đến từ đời 17 sang đời 18 người ta mới bán được ra thì rất là khó, rất là ít gặp các bác ạ. Đấy, kể cả như bọn em bán thế thôi, bạn em bán hàng gần như thế thôi. Đấy. Ok chưa bác? Đấy. Đấy là em đang nói về cái vấn đề xuất xưởng nhé. Xuất xưởng từ năm 2018 trở đi thì các bác sẽ thấy là toàn bộ nó đời không tần 6 hết. Bởi vì bản thân em đã làm năm nay năm thứ 6 rồi. Làm mic năm nay năm thứ 6 và tiếp cận với quá nhiều mic bio rồi. Và đây cũng là vấn đề em mới chia sẻ được vài tháng trở lại đây thôi. Bởi vì em thấy ở trên YouTube rất nhiều kênh người ta bán bộ nào cũng là đời 19, 20, 21. Đấy, bộ nào cũng đời 19, 20, 21. Trong cái đó là các bác khách hàng lại không biết được như thế nào là đời 19, 20, 21. Đời 18 nó đã là chuyển sang tần 6 rồi thì đời 19 không lấy đâu ra tần 6 cả các bác ạ. Các bác lưu ý là như vậy nhá. Đời 18 nó đã sang tần 6 rồi, đời 19 không bao giờ 100% là có tần 6 đâu. Đời 18 em cũng chưa gặp một bộ nào tần 6 đâu, toàn tần đời 18 em chưa gặp một bộ nào tần 7 đâu các bác nhá. Toàn tần 6 thôi. Đó, em làm đến năm nay năm thứ 6 rồi, không thể có cái trường hợp đấy cả. Đấy, nên các bác lưu ý là như vậy. Đó, và cái này các bác có thể đặt câu hỏi lên hãng nhá. Là xem em nói có đúng không? Lên hãng Bio này luôn, các bác có thể đặt câu hỏi lên hãng luôn. Đấy, hoặc là anh em nào đang phân phối hãng Bio ở Việt Nam mình luôn, các bác có thể đặt câu hỏi lên luôn để chứng minh. Đấy, vì em làm mic cũng không phải là 1-2 năm trở lại đây, em làm năm nay năm thứ 6 rồi. Tiếp cận quá nhiều dòng mic từ vỉ xanh Bio T9, T8 rồi những B740, đấy, những dòng đấy em đều làm qua hết rồi. Đấy, thậm chí rất nhiều bác làm to nhưng chưa biết cả những dòng mic đấy của Bio đâu. Đấy, em đã tiếp xúc quá nhiều. Rồi, quay trở lại vấn đề chính thì ngày hôm nay chỉ có 3 bộ thôi. Xả cho bác giá là 2.400.000, bao ship tặng pin sạc tặng đầy đủ phụ kiện các bác nhá. 2.400.000 bao ship tặng pin sạc tặng đầy đủ phụ kiện, các bác lưu ý như vậy nhá. Đấy, và không để các bác chờ lâu, em alo thử tiếng mic cho các bác nghe thử này. À, tiếng con này thì không bao giờ phải suy nghĩ cả. Alo thử cho bác nghe thôi, chứ còn thực ra là mic bay ưa thì tiếng nó quá là ok rồi. 5 6 7 1 2 4 4 5 6 7. Các bác thích cho to âm lượng ở đây nhá các bác nhá. Đấy, em đang để nhỏ nhỏ chút. Đấy, cho to lên. 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, thông thường thì em sẽ hay để gửi cho các bác em đây hay để khoảng 25 26, thì cứ để tầm 25 là vừa đẹp các bác nhá. Như về theo cái bộ dàn của bác nhá. 5 5 6 7 1 2 4 4 4 7 7 6 9 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, thì ngày hôm nay chỉ có 3 bộ thôi, để cho bác giá là 2.400.000 bao ship tặng pin sạc và đầy đủ phụ kiện, bảo hành 3 tháng lỗi đổi các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn kỹ nhá. Và một vài cái điểm sức nhẹ nhẹ này các bác thông cảm cho em là hàng bãi, nên là các bác đừng bảo là em chọn bộ nào không sức. À, là em sẽ nói luôn là em không chọn được, vì chả có bộ mic nào hàng bãi mà không xước cả, nó xước ít xước nhiều. Thế còn các bác bảo là chọn cho anh bộ nào không xước thì là em cũng xin phép từ chối luôn. Đấy, bởi vì là mic bãi thì các bác dùng kiểu gì nó cũng va quẹt lọ kia một vài cái điểm nhẹ. Đấy, đây tay chân các thứ đây, mà em cũng nói luôn các bác rồi, một số bác mua hàng này mic có đẹp không. Đấy, các bác hỏi câu hỏi cũng rất là vô lý luôn, em nói thật luôn các bác. Đây em quay trực tiếp đây, các bác nhìn thấy nó đẹp thì nó đẹp. Các bác bảo mic của mày xấu lắm anh không mua thì thôi, cũng không cần phải gọi điện nữa. Thế còn các bác đã nhìn thấy nó như thế này rồi, các bác lại hỏi em là mic có đẹp không, thế em chẳng biết trả lời như thế nào cả. Thế bản thân nên các bác còn không nhìn được. Đây em quay trực tiếp nhé. Máy điện thoại của em thì thực ra các bác biết rồi, iPhone SX thì nó cũng không phải là cái dạng iPhone cùi lắm, không phải là đắt tiền lắm nhưng mà cũng không phải cùi lắm, quay khá là nét luôn. Và em quay khá là chi tiết đây, từ cái tay mic cho đến đầu thu đây. Các em quay như này thì các bác tự đánh giá được là nó đẹp hay nó xấu rồi. Các bác lại đi hỏi em là mic có đẹp hay không thì chẳng nhẽ em lại bảo là như nọ như kia, nhưng mà thực sự các bác đây, mặt mũi nó đây. Đấy, đẹp hay không là các bác tự, là mình là người mua hàng mình có thể quyền có quyền đánh giá luôn trên cái video luôn. Các bác lại đi hỏi mic có đẹp không thì bọn em biết trả lời nào đấy. Các bác xem trực tiếp đây còn không biết nó đẹp hay không thì hỏi em. Em thì bảo đẹp rồi thì các bác bảo không đẹp thì cũng phải chấp nhận thôi. Hoặc là cái màu các bác có thích hay không thì các bác hãy mua. Đấy. Ngay cái bản thân cái màu này các bác thấy nó đẹp là các bác đã thấy nó đẹp rồi. Thế còn có một số bác bảo là ôi cái màu này nó hơi lòe loẹt hay như loại như kia không thích thì thôi mình bỏ qua thôi. Vì bọn em chỉ có 3 bộ này thôi. Thì các bác mua được thì các bác cảm thấy ưng cái mắt mình thì mình hãy gọi điện mua. Còn cảm thấy mà nó chưa ưng thì thôi, để chờ video khác các bác ạ. Đấy, chứ còn mình có thể tham khảo thôi. Mình xem video để tham khảo thôi. Đấy, ví dụ như cái màu này mình không ưng. Đấy, thì mình ôi thì mình xem video để tham khảo xem là cái mic này nó như thế nào. Để lần sau mình đi mua hàng nó đúng hay không đúng.
Đấy, thế còn đẹp hay không là ngay cái nhìn đầu tiên là các bác sẽ nhìn thấy rồi. Đấy. Các bác cảm thấy nó ưng mắt phát là các bác đã thấy nó đẹp rồi. Còn các bác đã ngay cái nhìn đầu tiên các bác cảm thấy không ưng là các bác sẽ không thương ưng rồi. Em có quảng cáo bằng rời nó không đẹp được lên. Bởi vì mic nó chỉ có thế. Em có quảng cáo bằng rời nó không đẹp được lên. Mà các bác cứ xem video và tự đánh giá cho mình là xem nó đẹp hay xấu. Rồi, video của em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.